Trung Kimoto chào tất cả anh chị em, và đặc biệt là chào em Lê Văn Minh Tiến. Em Lê Văn Minh Tiến là một người thợ, cũng là quản lý của Trung Kimoto, là từ tháng 8 2023 đến bây giờ là tháng 10 2024, là anh em mình đã trải qua với nhau là 14 tháng rồi anh em ạ. Thì cái lời hôm nay Trung Kiên muốn chia sẻ đến tất cả cộng đồng mạng và những khách hàng của Trung Kiên đã mua xe của Trung Kiên, và đặc biệt gửi đến em Lê Văn Minh Tiến và bố của em Lê Văn Minh Tiến là bác Sáu, sinh năm 1960, nhà gốc là ở Đà Nẵng nhưng đã bán nhà đi rồi và hiện tại đang sinh sống ở trong Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, thì anh chỉ mong Tiến là nếu mà xem video này, và anh chắc chắn Tiến sẽ xem được video này. Đấy, và tất cả anh em thợ trên cộng đồng mạng từ Bắc vào Nam. Đấy, và tất cả những người đã và đang mua xe thì Trung Kiên một lời nói rằng từ bây giờ trở đi là sau ngày mùng 4 tháng 10, hôm nay là mùng 5, em cho em Tiến một ngày đấy. Hôm nay mùng 5 chính thức em đi video. Là em Lê Văn Minh Tiến có làm nhà em và quản lý nhà em, và Lê Văn Minh Tiến đã lợi dụng tín nhiệm. Đấy, tạm thời nhá, em chỉ nói từ tạm thời, đang công an đang điều tra, là em đã đến nhà Trung Kiên được 12 tháng và tất cả mọi thứ em giao cho Lê Văn Minh Tiến là gần như cửa hàng của em ấy luôn, em làm quản lý luôn. Lương rất là cao luôn, có nghĩa là lương em lựa chọn luôn. Chế độ ưu đãi ăn ở ngủ nghỉ, thậm chí còn mua cả ô tô cho em Tiến đi nhá. Mua cả ô tô anh em nhá. Nhưng mà thật sự là đến cuộc đời mà anh em ạ, không biết nói gì luôn. Là em định nói là lừa đảo nhưng em không nói nữa vì đang chờ công an điều tra. Nhưng em chỉ biết là em Tiến, em không quan tâm vì lý do gì. Anh em nhớ, tất cả cộng mạng và đặc biệt trong hội nhóm của em Win Xe Nghe nhá, mà em Tiến đã cầm một chiếc xe máy của em đi đâu đấy đến bây giờ chưa quay về. Đấy về pháp luật em nói khéo từ ngữ đấy, đã đi và chưa thấy quay lại. Và em trình báo cơ quan công an và đang chờ công an giải quyết. Thế nên từ ngày hôm nay trở đi, ngày mùng 5 tháng 10, bất kể những vụ việc gì liên quan đến tiền long, đồ đạc và mọi thứ là của từ Trung Kimoto cả nhà em, không liên quan đến em Lê Văn Minh Tiến nữa. Và em cũng kính gửi đến tất cả các đồng mạng và đặc biệt những anh em sửa xe, chữa xe trên toàn quốc, là nếu ai biết em Lê Văn Minh Tiến ở đâu, hãy báo trình báo cho cơ quan công an, sẽ có thưởng và em cũng thưởng cho anh em luôn, để xem là chiếc xe của em Tiến đang ở đâu, để đâu, gửi ở đâu, mua bán ở đâu. Em đọc luôn là chiếc Cusi biển 17B3 02212. Nếu ai mà mua chiếc xe này thì là đang nằm ở trong quá trình điều tra. Nếu ai đã chốt mua rồi thì anh liên hệ với em sẽ giải quyết êm thấm. Còn nếu ai mà đang giấu giếm con xe này thì sẽ bị phạm pháp hay nọ kia thì phải chờ công an điều tra. Đấy, thì thông qua video chỉ nói qua thôi. Và cũng thông qua video này là Trung Kiên muốn gửi đến tất cả quý anh chị và các bạn là em đang tuyển thợ. Em nhắc lại, em đang tuyển thợ xe máy. Lương là nếu thợ chính là từ 10 triệu đến 20 triệu, có ăn theo phần trăm, có tiền trợ cấp, có chỗ ăn chỗ ở và có người nấu cơm cho, rửa bát cho. Chỉ việc đến ăn, cầm quần áo đến, cầm căn cước công dân lên đây và làm cho em. Còn anh em muốn đưa bao nhiêu em có thể giả được. Nhưng quan trọng là anh em hãy nhớ này này, đừng hỏi Tổ quốc làm gì cho mình, hãy hỏi mình làm gì cho Tổ quốc. Đấy, tức là mình hãy làm đi, hết mình đi. Cũng như em nói trên cộng đồng mạng đấy, hãy làm việc tốt của mình đi. Mình làm tốt việc của mình đi, đúng không? Thì mình sẽ có, người ta không để mình thiệt. Còn cuộc đời này ai cũng muốn lương cao, đúng không? Ai cũng muốn nhàn nhã. Đấy, như bác Hồ nói là mọi người nói đấy, bác nào nói nhỉ em nhỉ? Cái gì ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Đấy, thì gian khổ sẽ vần dành phần ai đấy. Ai nói, bác Hồ nói à? Ai nói câu đấy? Châm ngôn à? Ừ. Đấy. Thế việc nhẹ lương cao thì chỉ có làm gì anh em biết rồi đấy. Lấy lỗ làm lãi. Đấy là việc nhẹ lương cao. Còn đến với em thì em nói trước cộng đồng mạng rằng đến với em nó là phải là công khai rõ ràng, thuận mua vừa bán. Đấy, có thể Trung Kiên mua con này 1 triệu, Trung Kiên bán là 100 triệu là việc của em. Em bán 100 triệu anh em mua không được quyền của anh em. Đấy, vì bây giờ rất là lùm xùm nhiều việc, nào là người, tức là cuộc đời mà. Anh em bớt tham sân si đi. Mình hãy nhìn vào người ta mà sống. Tại sao ta mua 1 triệu thì bán 100 triệu mà mình mua 90 triệu mình bán 100 triệu đó. Bán 91 triệu nó khó. Đấy. Và tất cả các xe nhà em hiện tại cứ về xe nào em bán xe đấy rồi. Như chiếc xe hôm nay em bán cho anh trai Hà Lộ, anh ấy chốt xong rồi. Và em mua lại chiếc xe anh trai Hà Lộ đấy, thì chuẩn bị em trong vòng 5 phút em bán luôn cho anh Hiền ở Hoài Đức Hà Nội. Bây giờ em đi ship tận nhà anh ấy luôn. Anh ấy kiểm tra đi thử với giả tiền. Quan điểm em tất cả mua bán đều công khai. Còn những người nào mà chê em là 26 triệu đồng lô thì vào xem chiếc xe trưa nay đấy. Em bán 25 triệu mà đồ zin gần như kín luôn, nào là đồng hồ thụt trước, thụt sau, pha đèn, vành đèn, xinh nhan. Đấy. Đấy, tất cả nhiều, rất nhiều đồ zin. Đấy thì thôi, cái bị ngắn gọn mấy phút rồi. 5 phút. Thế cố gắng cho nó lên 10 phút cho nó sướng.
À, thì em nhắc lại là cái câu chuyện của em Lê Văn Minh Tiến nhá, là em đã làm cho em 12 tháng nay và em đã lợi dụng tín nhiệm là em cầm một chiếc xe của em đi lại, giờ không thấy em ấy đâu. Đấy là nói vô tư đấy, em không nói từ lừa nữa vì để công an điều tra, không đến lúc mình thành mang tiếng. Thế thì em nhắc lại là một lần nữa, tất cả những vụ việc gì liên quan xe cộ đồ đạc hay bất kỳ cái gì liên quan đến Lê Văn Minh Tiến thì anh em hãy nhớ không liên quan đến em nữa. Và một chiếc sim biển từ Q3 em Tiến có cầm của anh Kiên là còn chưa trả tiền thì em cũng sẽ lấy lại được. Và em cầm của anh 7 triệu tiền mặt em đi luôn, thì anh nói luôn là đấy, coi như anh cũng coi như là cũng không nói trên đây, vì đi ra ngoài công an ấy, công an chỉ quan tâm là hình sự chứ không quan tâm cái dân sự. Cái chuyện mua bán sim và chuyện 7 triệu cầm đấy là dân sự. Đấy, em chỉ nhắc lại là một chiếc xe Cusi biển 0212-17B3, là nếu ai đang sử dụng chiếc xe này mà xem video này thì hãy điện lại cho em để công an vào giải quyết. Vì đấy là mình, em ấy, em là lấy cái đăng ký luôn, vì nhà em là quản lý anh hết. Anh bạn bạn Tiến quản lý hết, là từ đăng ký giấy tờ là em ấy vào lấy ra đi bán như chiếc xe của mình luôn. Đấy, nhưng chiếc xe này em mua bao nhiêu em để công khai người bán người mua, và em đã ra cơ quan trình báo rồi. Đấy, và bây giờ công an đang giải quyết. Còn một người em nữa thì đã cũng bị em Tiến gọi là bị thành đồng phạm đi cùng, thì em đã không không nói ra, thì em ấy đã biết em ấy đúng, em ấy sai rồi, và em quay lại làm cho em vì không liên quan em đấy, em ấy chỉ là ngồi trên xe đi cùng thôi. Xong em ấy nựa lựa là em ấy xuống xe và đi về nhà và điện cho em là quay lại làm cho em, thì không liên quan. Còn em Lê Văn Minh Tiến và bố em ấy là đồng lõa đi với nhau, đồng lõa đấy. Và em còn lừa rất nhiều người khác nữa ở trên mạng xã hội có điện cho em, nhưng đấy là chuyện riêng, em không liên quan đến em. Và đặc biệt có một chuyện nữa, nói chung là nhiều cái lắm, mình nói chuyện nó bằng 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 thực tế chứ không nói bằng mồm nữa. Thế cho nên là tất cả cứ chờ cơ quan công an làm việc, dù em Tiến có ngoan hay có hư như nào cứ để cơ quan vào cuộc. Nhưng mà có một thông tin là có một người nói với em là em Tiến có nói là yên tâm đi, anh nhiều chỗ như này rồi không sợ đâu, nhưng em Tiến em dây vào đúng một sai người rồi. Thì với quan điểm của Trung Kiên ấy, anh luôn ủng hộ các em làm việc, các em thích lương bao nhiêu anh giả từng đấy, em thích giờ làm việc anh như thế, em thích nội quy nào anh cho tự em tự quyết, anh đi suốt anh trông cậy vào bọn em. Nhưng bọn em thấy anh cần bọn em quá nên bọn em cố tình gây khó dễ cho anh, và bọn em lợi dụng tín nhiệm bọn em lấy xe của anh em đi đâu bây giờ thì chưa thấy đâu. Đấy, thì em chỉ mong tất cả cộng đồng mạng hãy cùng đón xem em Văn Tiến như nào. Đấy, còn cơ quan con giải quyết em quay lại trở lại bình thường. Và em video này cũng gửi đến tất cả cộng đồng mạng, và những người đã và đang mua xe của em hãy nhớ là xe của bác vẫn bình thường an toàn, nhưng là thợ của em nó nghỉ nó sẽ chậm đi, đáng nghe anh em 1 tháng thì thành 1 tháng rưỡi 2 tháng cơ, vì thợ làm sẽ chậm đi. Đấy, thì rất mong các anh thông cảm. Những bác nào đã mua xe như em mà đã xong rồi thì hãy đến lấy, đặc biệt là chiếc xe biển 329 8886 của anh trai ở ở Miếu Môn, đến lấy nhá. Còn những anh trai nào mà đang đặt xe nhà em, ví dụ như bác Thọ, bác Tuấn hay là anh ở, ở Bắc Giang 2 xe, mà anh trai ở Cao Bằng thì vẫn làm lần lượt, và còn 40 xe đang chưa chờ dọn chưa xong nữa thì cũng đợi em, cứ bình tĩnh. Nhưng đặc biệt nếu bác nào xem video này mà đang đặt xe nhà em, hãy nhắn tin một riêng cho em, hãy nhắn cho em một tin riêng là Kiên ơi, xe của anh xe này đến đâu rồi thì em sẽ lưu lại hết, vì tất cả giấy tờ sổ sách em Tiến em ấy đi rồi là em không còn nắm được nữa. Đấy anh em nhé, còn xe thì vẫn còn nguyên đây, giấy tờ còn đây, tất cả đầy đủ, chỉ là cái lịch giao xe và dọn xe là em đã không nắm được vì em Tiến em là quản lý em đi mất rồi. Đấy, và rất mong em Tiến xem video này được, hãy điện cho anh, và phương án tốt nhất của em hãy quay lại nhà anh. Quay lại nhà anh sẽ rút đơn và tất cả mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng lại nha em nhé. Coi như em chỉ là em đang giận dỗi một cái gì đấy người yêu, hay là em vì một số thành phần nào đấy động chạm đến em đi đâu cho giải tỏa thôi, em quay lại nhà anh là tốt nhất em nhé. 10 phút chưa, ok ok nhá. Một lần nữa anh chị em mua xe phục dựng xe hãy kết bạn Zalo với Trung Kiên qua số hotline 0778244Q8 hoặc 0358444888. Hotline mới cũng là Zalo của em là 0354756789 anh em nhé. Nhà em ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, em chuyên phục dựng nguyên thủy 100% và ship toàn quốc, ship tận nhà anh em đi thử kiểm tra đúng nhân tả mới trả tiền. Đấy, chào tất cả anh em nhé. Ok.